Sáng ngày 14 tháng 7, Ban tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2018. Chương trình được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa cơ sở quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng ngàn thí sinh, quý phụ huynh và quý thầy cô đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Tham gia ngày hội, Ban tư vấn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng, cùng các thầy cô là lãnh đạo các phòng ban, khoa, bộ môn, trung tâm trực thuộc trường và thành viên câu lạc bộ tư vấn tuyển sinh nhân văn, trực thuộc phòng truyền thông và tổ chức sự kiện. Ngay từ sáng sớm, gian tư vấn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đón tiếp rất nhiều lượt tìm đến đặt câu hỏi, trình bày các thắc mắc về mức điểm chuẩn dự kiến, việc điều chỉnh hoặc bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Tại sân khấu chính, Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ cũng trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc chung của thí sinh về kỳ tuyển sinh năm 2018 với nhiều điểm mới. Thì cái vấn đề mà các bạn quan tâm nhiều nhất đó là ví dụ như điểm đó có vào được ngành nào của trường mình hay không? Rồi nếu như mà được vào thì sẽ như thế nào? Trường mình xét theo tổ hợp như thế nào, vân vân. Hoặc là các cái đăng ký thay đổi nguyện vọng, hoặc là xét thứ tự nguyện vọng trước khi đăng ký vào trường, vân vân. Tất cả mọi thứ thì tôi nghĩ là tự chung lại các bạn vẫn băn khoăn nhiều nhất rằng liệu rằng điểm số đó mình có được vào cái ngành mong muốn hay không. Đó là cái điều mà lớn nhất qua buổi tư vấn hôm nay. Theo Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, nếu thí sinh trúng tuyển bằng cả 3 phương thức gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phương thức tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và xét điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 thì thí sinh chỉ được chọn một trong 3 phương thức trên để xét tuyển vào trường. Hoạt động tư vấn diễn ra liên tục từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Tổng cộng đã có hơn 1.000 lượt thí sinh tìm đến gian tư vấn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các thầy cô đã chia sẻ những kinh nghiệm từ các thống kê thực tế và tình hình đăng ký xét tuyển, lựa chọn ngành nghề cũng như cung cấp các thông tin về các ngành nghề đang và sẽ có nhu cầu nhân lực cao. Các thắc mắc đều được quý thầy cô tận tình giải đáp, tạo điều kiện cho các thí sinh hiểu rõ các quy định, có thêm cơ hội được học tập tại trường. Tại gian tư vấn, nhiều thí sinh và phụ huynh cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo hệ chính quy, hệ chất lượng cao và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế của nhà trường. Những cái thắc mắc gì là ví dụ như mình học ra để mình làm gì, rồi cái cơ hội việc làm của mình nó có rộng không đó, rồi là làm được những việc gì đó, nên là cô hỏi thầy thì thầy đã tận tình giải thích cho cô, thì cô với em thì đã hiểu kỹ rồi thì tự tin để mà đặt nguyện vọng. Thầy cô giải đáp tư vấn cho em rất là cụ thể chi tiết. Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, giúp thí sinh tìm hiểu kỹ hơn về thông tin tuyển sinh, định hướng lại nghề nghiệp cho mình, cân nhắc để có lựa chọn đúng đắn khi điều chỉnh bổ sung nguyện vọng.